Đỗ Quốc Đức Hiền kính chào quý vị. Hôm nay đang là buổi sáng ngày 1 tháng 10 năm 2021 và trên màn hình quý vị nhìn đây là 12 chiếc điếu bát chia thành 3 hàng, mỗi hàng 4 chiếc. Thưa quý vị, thế tại sao Đỗ Quốc Đức Hiền lại nhiều cái điếu bát men dạn thế này? Thì thưa quý vị là chúng tôi thì đã sản xuất kinh doanh cái đồ gỗ là 30 năm nay. Và trong các cái đồ ấy thì những cái bộ bàn ghế giả cổ như thế này, ấy thế, hay là gỗ ta Quảng Bình, hoặc là các cái bộ, các cái tủ chè vân vân, các tủ bày, thì khách hàng rất là thích được bày cái đồ gốm sứ giả cổ như thế này. Nhất là cái đồ sứ men dạn và vọc đồng này thì khách hàng rất ưa chuộng, nhưng không phải là ai cũng tìm được một cái sản phẩm ưng ý. Cho nên chúng tôi là nơi đã có chuyên môn cao thì có trách nhiệm là phục vụ luôn. Và chúng tôi cũng đã bán các sản phẩm sứ này chỉ có mỗi mấy cái, chủ yếu là các cái điếu bát men dạn bọc đồng này thôi, chứ không phải là cái gì đồ sứ ở đây cũng có. Ở đây là chuyên về đồ gỗ, còn sứ là cái phần thêm, do là cái góc độ là theo cầu khách hàng thì mình sẽ có cái trách nhiệm là phục vụ. Vì ở đây chúng tôi là đây, cái điếu loại cao đây là 1.500.000. Trước đây thì cái tiền ship tính riêng, ngày xưa ship đắt lắm, mấy trăm ngàn cơ. Nhưng bây giờ là đóng gói và ship một thứ mọi cái nó đơn giản hơn, và chúng tôi để hỗ trợ cái tiền đấy cho khách hàng. Cho nên là 1.500.000 là bao ship. Thế ngoài ra còn tất cả những cái điếu tầm thấp như thế này thì đều là 1.200.000 bao ship. Thế ngoài ra thì có cái hộp đựng thuốc lào thì cái hộp đó chúng tôi bán 150.000 bao ship. Nhưng mà bác nào mà lấy kèm với cái này thì chúng tôi chỉ tính có 100.000 thôi, gọi là như là làm rút thôi. Đấy, ở đây thì luôn là hợp tình hợp lý, làm sao để khách hàng thấy nó thuận lợi nhất. Tại sao lại có cái biển Long Đức Hiền đây? Thì thưa quý vị là đồ gỗ Hiền, nhưng mà riêng các cái mảng về đồ sứ và các cái tranh gỗ đục chạm thép vàng ấy, thì đấy là cái mảng là do con trai tôi là cháu Nguyễn Hưng Long phụ trách, cho nó có cái tem Long Đức Hiền như thế này. Đây, cái số điện thoại của cháu đây, tức là cái số Zalo của cháu Long là 0348999666, còn Zalo của tôi là 0967666111. Hai cái số đấy đều tiếp nhận tất cả các cái đơn đặt hàng của những cái này của quý vị. Thì những cái này chúng tôi giới thiệu nhiều lần rồi. Đây, clip này chủ yếu là để báo cáo quý vị là hàng là mới xong một cái mẻ hàng này thì báo cáo thôi. Vì cách đây có mấy hôm thì tôi đã thông báo là chỉ còn có 2 chiếc. Vì cái đợt lúc trước là nó phải nghỉ giãn cách, nhiều thợ thuyền cũng nghỉ, cho nên là làm nó cũng được ít. Mà cái này chỉ có một hai bác già làm sao nó đảm bảo cái kỹ thuật là trước như thế nào bây giờ như thế. Đây tôi ví dụ thứ nhất cho quý vị xem nhé. Này, hàng nó đẹp long lanh như thế này. Này, những cái chỗ này là hầu như nó lấp đi nhưng rất cẩn thận luôn. Này, đường nét vẫn hết sức là tinh xảo luôn, không có thay đổi, không khác thế nào cả, mà men dạn hơn cả trong cả ngoài. Cái men dạn là nó hơi lăn tăn li ti, mình nhìn gần mới thấy đấy. Và tất cả các cái sản phẩm của tôi đều kiểm tra rất là kỹ rồi, từ tận dưới gầm trở đi đấy. Đây, cái men dạn khi mà chiếu gần vào, quý vị nhìn thấy cái vết dạn nhá, đấy nhá. Đấy, phải nói là cái tài tình của người thợ làm được cái men dạn này. Và cái phần bọc đồng, bọc các thứ ở đây rất là cẩn thận luôn. Thưa quý vị là cái điếu này thì có thể nói là có đến một nửa các bác mua về là để trưng bày, chứ không phải là để hút thuốc lào. Còn một nửa là các bác là hút thật. Cho nên một số bác là bác phản hồi lại là tuyệt vời. Sau khi là các bác cái chèn cái nọ điếu này đây, mình nhắc cái nọ điếu này nhá, tiện gần đâu đây, cái này gần này. Đấy, nó như cái cựa gà này, đấy, những cái này bằng đồng hết luôn. Và nó lại có cả cái này mà khi mà hút xong là người ta có cái này, người ta gảy cái ấy ra, đấy, người ta gảy cái bã ra. Nhiều bác thì bảo là nó đẹp này, ai mà hút thì để trưng bày ấy chứ. Còn hút thì vẫn có cái điếu khác, cái điếu nôm na thôi. Thế còn cái thứ này là để trưng bày. Còn có bác thì còn lấy mấy cái cơ. Thì bác bảo không, tôi thích thế.
trong cái tủ chè bác cái bày là cái thì cao này, cái thì thấp này, thậm chí là có cái nó trơn tuột như thế này, mỗi một cái nó có vẻ đẹp riêng ạ. Nhưng mà những cái trơn này là cũng là men dạn hết này. Còn để lâu nó bụi thì các bác là xì nước rửa một cái là nó lại mới cứng luôn thôi. Đấy. Và trong những cái cao tôi giới thiệu nhiều lần rồi, nhưng mà cái thấp thì nó có cả cái vân nổi và có cả vân chìm. Tức là cái hoa văn nổi lên đấy. Hoa văn nổi như này. Đây ví dụ này. Cái này là nữ long trầu nguyệt này. Đấy cái con rồng nó như là nó nổi, nó bay cả ra luôn. Đấy. Thế thì đây rồng. Còn có bát thì lại là sắm cái điếu bát này, bác còn để trên bàn thờ cơ. Một bên là cái điếu bát và một bên là có thể để riêng này thôi, nhưng có bác thì lại để một cái khay, một cái gì để đựng trầu đấy, hoặc có bác thì...